Chào mừng các bạn đến với kênh Trí Miệt. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi tham quan cánh đồng của một làng quê và theo chân hai anh chàng này để xem hai anh chàng này làm những gì các bạn nhé. Hiện tại bây giờ là 1 giờ sáng, anh em chúng tôi cùng đi bắt cua. Đi bắt ràn mà nói bắt cua. À, những chú cua này. À, đây cua. Tôi bằng đầu vô đâu vô hầm này. Nó vô hầm này. Các bạn biết vì sao mà em này nói là cua không? Tại vì con vàng cũng là dòng họ với con cua, cho nên cả anh dùng từ như vậy đó. Đâu về. Như là to. Đây là một cái đường bướm nước chảy, cho nên cây cối thì um tùm và làm sinh sống cũng tại nhiều các bạn. Đi nước. Mày làm món gì mẹ này? Chết chứ đi mà ra con cua thì ngon này. Con tôm này các bạn. Đây là con tôm sụ này. Ui. đây. Không phạt nổi. Như vậy là ngày mai là anh em ẩm lông rồi. Ngày mai gì nữa, bây giờ là 1 giờ sáng rồi là thấy chưa? Lấy cái này châm lại nữa. Bốn cái luôn, cái đây đây. Vâng.
bọn bi bác đổ đổ đá bác. Anh chỉ là 50 cá đấy chị. Ừ. Nhà mình đang nuôi chó bác ạ. Chó miền nước. Đây các bạn. Này. Chúng mình đang đi bắt con này đây. Ồ. À, con sủ các bạn. Anh phải gặp tài cho chắc ăn. Tôm sú. Anh em mình bỏ ra một tiếng là ngày mai có thể có một nồi thức ăn cực kỳ ngon. Đấy, cả thêm ấy. Đực nẹt bật ơi. Đực 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 nó nhỏ mà đây đây. Hay nước, hay nước, hay nước. Lửa đục chết, chết luôn. Đây, đây. Những thủy trang rất đẹp. Đây, quý vị thấy. À, đi ra ngoài cho mọi người thấy thôi. Ừ. Con này rất ngon. Khảo sát, khảo sát. Mình phải sạc sến nhưng mà mình cho quý vị thấy là con này nó mức độ nào. Đặc sản miền quê này. Đấy. Đấy, đặc sản của miền quê của rất chi là nhiều trứng. Bỏ vào luôn. Ok. Đấy, 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 trên cây bác, bác, bác. Ui dồi, đấy là mái tỷ ăn. Bà đây, tôi đang quay YouTube rồi mà kêu bao nữa. Trong bụi này, cần cần nhất đấy. Bụi nhất cũng đấy. Bụi nhất thiết đấy. Con cá thê to. Này, ui đủ. Quá à. Cái chuẩn điệu ăn nó như thế này. Ui, quý vị thấy chưa? Thấy những tía màu. Như là sặc sỡ. Này, này cắm cắm, cắm xong. Quảng cáo rồi. Đến con cá thiết đi bứ đấy, đủ mày. Chặt nó rất sâu. Từ. Không chạy tới, lo gì. Đây quý vị. Đây. Bắt được con cá. Bỏ vô số, bỏ vô số đi. Bỏ cho đưa cái nắp hết quá. Wow, khủng khiếp. Ăn này ăn. Con gì đây? Bắt thịt ở miền Tây. Ăn miền Tây mà ăn lũ lạc về đấy quý vị. À con này thịt bắt, bắt ta đang bắt là thịt tao. Đây giống con lửa đấy. Ra 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 này, đi. Nó có sạc cá đó, nó có cặp nhẹ lên luôn. Đi coi, để lại còn có. Rồi, đưa 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 lên. Đây, con cá gì vậy anh? Rô phi hả? Rô phi. Bắt bằng tay luôn. Ok. Thank you.
Con nó đi ghế. Chập chập. Đi ghế. Chết rồi đó. Đẩy luôn. Đấy, con này đi đây. Đi đây, đi đây. Cái đủ bà dành của họ đây. Đánh. Đây. Quá to luôn. Ôi. Đó 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 đó. Ui, ai có. Đây 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 đây. Ui, nhiều, nhiều bé. Bắt tay con, bắt tay được được. Con bắt tay được. Đi lên à, từ từ á, bên cánh. Wow, có con một con đó rất to. Mà khó quá, cầm ngồi tôi người. Wow, càng tay con một em anh mở đây đâu rồi công suất bảy mét nó vung một cái là mình không thể đâu chạy được. Nhanh nhanh nhanh. Ui, té cả tay, chảy máu tay luôn. To quá. Đây. To quá. Có một con đây to luôn. Chạy xuống bên kia rồi. Tại vì thấy con cá như thế này. Dạ, con mà nở chưa? Đây. Anh em mới thu hoạch một trống một tiếng thôi. Của thật kia rồi đâu đấy 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 hai con hai con đã hụt ai ai ạ đấy các bạn con bị lục không hai nó chưa lục vỏ à. Mềm à xèo. Đây, con này vừa lột vỏ mới xong cho nên nó bị ốm yếu. Thế này bây giờ ăn sống được không hề? Rửa sạch ăn sống được mềm á. Sạch ăn luôn. Tại vì từ nay lại không có mặn gì ạ. Anh ấy bắt con gì mà chăm chú vậy? Anh ấy bắt cá thịt cơ. Là phải tổn tổn công xây bể á. Bể tới nhà có sẵn rồi quý vị. Đây là con cá thịt. Màu xanh tím vàng này. Rất đặc biệt cái đuôi của nó. Dàn. Quá rất tươi ngon. Đây. Nên vậy là anh em không thấy đâu. Nó nằm dưới này. Đây. Cái cơ đây là kia cơ. Đây, cái này không thấy nhưng cái này thì các bạn có thể thấy rất với chi rõ. Quả rõ lắm. Ok, xin chào cả bạn nghe. Ngày đây là chúng ta phải về thôi. Bây giờ hiện tại là 1:30 sáng. Rồi bây giờ xin tạm biệt các bạn. Ủa xe bên đâu nữa luôn hả?